mình sẽ đi chơi đây mọi người ơi. Người kia ngủ ngon nha mọi người. Hay. Nghe là mình phải lên cái xe buýt đó đó. Ê anh xin thôi, em xích nữa là lên xe buýt kia đó. À thì bà thích đi cái đó. Đi xe đó đưa bà đi về nhà đi. Xe đâu không biết đâu. Nhà ăn đi vừa một cái nết của bà. Tức liền chứ. Thì ra là xe này. Ngồi đàng hoàng giùm em cái con. Biết ông ai chạy hết hiểu hiểu mà. Cái gì mà tán loạn vậy? Quấn loạn, quấn loạn. Trời ơi, vừa mới bước vô cái chỗ mà đầu tiên thôi á là đẹp quá trời. Trong chuyến này có em bé sơ sinh ngủ nguyên ngày đó mọi người. Ổn không? Hello. Hello chị. Hello. Hello chị chăm mọi người. Đang có tính là gì không? Đang ngủ ngon. Mọi người follow kênh YouTube của Linh Ngân nhé. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi nè trời. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ Lý Hà mình quên luôn rồi. Trời ơi. Sao lại giang official luôn mọi người. Vậy thì trước thành thao không thể bỏ. Cái gì vậy? Ôi, sợ quá. Trời đẹp quá ha. Đẹp quá hả? Quá trời đẹp luôn. Căn này là căn Spring. Đây là chỗ mình ở đó mọi người. Còn bên đây là bếp nha. Trời ơi, nhìn chiêu dễ sợ. Bên này tụi em đi chơi. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, đẹp quá. Em welcome Mr. Trấn Thành và team đến với Mơ Xì Tây. Em có chai rượu nữa nè. Đó, tặng welcome ring nè. Dâu nè, trời ơi. Đẹp. Xin. Có cái lo cho mấy nhạc nữa nè. Ôi trời ơi, bảy đồ đền. Không biết nữa. Không biết nữa. Sao dạ. Quá à. Mở Suối dần suối mơ lý tưởng không? Ái trời rồi. Đẹp không Giang? Đẹp quá nha cả nhà xem. Cái khu này hay quá anh chị ơi, rừng thông nè. Cái kia nhìn cái phòng kia mọi người. Cái phòng đẹp không nè, cái phòng trên nè. Đẹp quá. Đẹp quá, rừng thông đẹp quá. Nếu không có gì thì tối em chơi. Có cái cây ngộ ha, có cái cây giống như là cái dây thừng. Đẹp quá quyền đúng không? Sao cái cây gì mà nó nở như dây thừng vậy chị Giang? Kìa. Ừ. Ủa cây gì ngộ vậy? Sao cái cây gì ngộ vậy? Dễ thương này, dễ thương quá. Uống rượu xí thì mình phải nhảy xí xí. Mà không phải tự nguyện đâu, mình bắt ổn đó. Dễ thương. A few hours later. Hôm nay một người siêu đẹp trai như bức tranh sẽ giới thiệu các bạn cho mình nhé. Ok, bây giờ là sẽ là một cái khám phá chỗ ở để xem là cái villa private riêng tư này sẽ cho chúng ta những không gian như thế nào nếu mà mình đi chơi với lại người thân và gia đình nha. Đây, đây là phòng khách nha. Nè, có cái lỗ nè, thấy không? Khách mình vui ở đây thì mình. Ủa? Bất ngờ chút nha. Đi làm gì mệt?
nữa. Có cái kiến này nữa. À. Ừ. Dữ chưa? Sợ nha. Sợ nha. Đầu cái nhà kia thương quá. Xe cưng quá. Trời ơi, cưng không rồi. Trời ơi, nhà đây. Đây nè, mở cái này ra. Mở view ra cho Vinny coi. Trời đất ơi, ở đây nè. Cưng không? Nè, đây, đây. Ở đây nè. Đứng hai cái tâm sự, thấy không? Thấy không? Đi đến thứ ba. Dễ thương không? Dễ thương, dễ thương. Nhà dễ thương nha. Có hồ sữa nè, hồ sữa nè. Toilet cưng luôn. Toilet không gian toilet rất là cưng nha. Có bồn tắm đâu. Rất riêng tư luôn. Ok. Tên là cái phòng ngủ số 1. Phòng khách, phòng ăn mấy chị dân đi mở cái đèn luôn. Trời ơi, cưng luôn nè. Lịch sử. Cái nhà mà xây kiểu này chắc 80 năm cũng ngủ. Chỗ này xây đẹp. Rồi. Nhà tiếp thêm nên lập. Vào lần đầu có gì? Nhà quẹo trái vào phòng số 1. À, ok. Nhưng mà đây, view chính. Đây là view chính của phòng đây. Đang ra cho mình cứu được mọi người nè. Qua đây, qua đây. Đây đi. Tối mình không? Mình nói chuyện mọi người. Hello. Đó, vô đẹp quá. Trời ơi, ở trên này có duyên lắm. Ở trên này là cái này có mấy đứa con. Cho con cái được nó còn trẻ, nó khỏe, nó thích leo đèo nữa lên đây. Đấy. Cho con cái được lên đây thấy không? Ngủ như này. Đó, phòng số 1. Ờ sao nó nhiều phòng quá vậy? Đây là phòng số 2. Phòng số 2 thì view giống như phòng ở dưới thôi. Khi vậy thôi như bởi là cái view nằm bên phải. Uh-huh. Đó, nhìn lên đây. Đây phòng số 3. Đó. Ấy, cái video đẹp lắm. Rồi cái video đẹp hứng. Cái video đang hồ bơi. Đó. Hồ có chút ép thì sao chứ cũng bơi được gì trơn. Nhưng mà mình nói gì đó cho dễ hiểu đi. Này là hồ bơi của ai? Video hồ bơi, ai biết ai muốn bơi bơi. Thì đó cái hồ có chút ép thì nó xuống ngâm. Nhưng mà nó đẹp ha. Đẹp. Dễ thương quá. Hơi đáng yêu quá. Quá đáng yêu. Đó, mà chị được cái này là cái nhà được cái trần nó cao lắm. Thông thoáng, này coi nè. Trần cao chót chót đã. Ồ. Cái trần cao thì cao thích lắm. Ở đây một phòng. Đây một phòng, đây một phòng là ba phòng. Mà ba phòng trong này có một phòng nữa là gọi là phòng mà cha mẹ con cái rồi. Là coi như là cái phòng này không là ở là bốn người nè. Hai cái phòng chia bổ hai người nữa là nhiều bốn. À, 8 đúng không? Hai phòng giá đó là 8 người. Và cái phòng ở dưới cùng nữa là cũng có thể ở 2 người đến 10 người đâu. Đây, bên đây là rooftop nha anh chị. Đó. Chỗ này chỗ phơi đồ nè. Đó. Tập chỗ yoga. Yoga. Cái nơi sang trọng nó tự nhiên. Yoga. Đó, nghe không? Tập yoga giúp giảm căng thẳng và thúc đẩy sự thư giãn vô cùng hiệu quả. Các động tác kéo giãn cơ bản giúp giảm đau và cải thiện khả năng vận động ở những người bị đau lưng. Đó, cái này là yoga. Tay, vỗ tay. Trời ơi. Gì ha, có gì ha. Làm gì vậy? Bớt đi. Đó, nó là toàn cảnh của cái biệt thự tên là Spring, là mùa xuân. Đó tại Mersey. Và bây giờ hiện tại là Spring hay là chưa? Spring rồi. Đúng rồi. Giờ Spring nè. Yep. Thời gian nữa mới tới Summer. Ok. Đẹp ha. Đẹp. Nói chung là chơi đây là khách sạn nha. Thôi, chào các bạn. Bây giờ mình vô mình phát hành lý. Nghỉ ngơi xíu. Để hát tối mình sẽ quay clip ăn uống với các bạn nha. Xin chào tạm biệt.